dành cho các bạn hay là các anh chị lần đầu tiên tới đây. Thì kênh của tụi mình chủ yếu chia sẻ về hai nội dung chính. Thứ nhất đó là review, đánh giá những cái sản phẩm tụi mình đã có cơ hội trải nghiệm trong bộ môn cắm trại leo núi. Và thứ hai là tụi mình sẽ chia sẻ lại những cái kiến thức cũng như là những cái kinh nghiệm đã tích lũy được trong quá trình tham gia bộ môn. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Đi Đâu Đó Đi. Ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video chia sẻ về cách sắp xếp thiết bị trong ba lô leo núi như thế nào là đúng. Vấn đề tưởng như là rất đơn giản nhưng mà mình thấy các bạn hay là các anh chị đi leo núi sắp xếp thiết bị nó chưa hợp lý, dẫn tới nó gặp hai vấn đề. Thứ nhất là các bạn lấy đồ ra, lấy đồ vào, nó rất là tốn thời gian và công sức. Thứ hai nữa, cái thiết bị á, nó nằm lộn xộn trong cái ba lô, nó dẫn tới là trọng lượng phân bố không đồng đều, thế là mình dễ bị đau cổ, vai, gáy các thứ. Thế nên ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ lại cho mọi người cái video này. Mọi người nhớ xem hết video nha. Đây là một chiếc ba lô có dung tích là 40 lít. Lý do mình chọn một chiếc ba lô có dung tích 40 lít tại vì nó sẽ phù hợp với đại đa số các anh chị mới bắt đầu tham gia bộ môn hoặc là những người tham gia những chuyến lên núi không quá dài ngày. Chúng ta sẽ bắt đầu với cái phần dưới đáy của ba lô. Các bạn lưu ý là không nên bỏ những cái thiết bị nó nặng ở dưới đáy tại vì nó sẽ làm cái vai của mình nó bị trị xuống, dẫn tới bị đau. Thế nên là mình sẽ ưu tiên những cái thiết bị nó gọn nhẹ. Và cái thứ hai nữa là trong quá trình ban ngày đi leo núi mình ít sử dụng tới và hầu như là không sử dụng tới luôn. Thì ở đây mình sẽ sử dụng là cái, mình sẽ chọn cái túi ngủ mình để vào đầu tiên. Tại vì thứ nhất đó là nó gọn nhẹ, và cái thứ hai nữa là trong quá trình mình đi leo núi mình không có sử dụng tới. Đó, túi ngủ, bỏ túi ngủ đầu tiên vào. Đó. Cái thứ hai nữa ở đây là mình có một cái túi zip ni lông, là mình sẽ để những cái bộ quần áo cũng như cái đồ lót mình sẽ chỉ thay vào khi mà đêm ban đêm mình đi ngủ thôi. Thì các bạn sắm những cái túi ni lông mà có zip nó hút trên không như thế này để cho nó gọn, nó nhẹ hơn. Đó, mình sẽ để vào cái thứ hai. Và tiếp theo đó là cái nệm ngủ, nó gọn nhẹ, và cái thứ hai nữa là nó ban ngày mình đi leo núi mình cũng không sử dụng tới luôn. Đó. Và cái thứ ba nữa là cái sleeping bag liner, mình cũng không biết đọc tiếng Việt sao nữa, nhưng mà cơ bản là mình sẽ lồng vào người mình trước khi mình chui vào cái túi ngủ. Thì mình có làm một cái video ở đây rồi, các bạn có thể nhấp vào đường link phía trên đó để xem coi cái này cụ thể là cái gì nhá. Cơ bản là để đỡ phải vệ sinh túi ngủ mà thôi. Đó là xong cái phần dưới đáy của cái ba lô. Tiếp theo là cái phần giữa của ba lô. Thì ở cái vị trí này mình sẽ ưu tiên những cái vật dụng nó nặng hơn một chút, tại vì lúc này trọng lượng nó sẽ áp sát vào cái lưng của chúng ta, nó ít làm vai bị trĩ xuống dẫn tới bị đau. Và cái thứ hai nữa là những cái vật dụng mà mình ít sử dụng trong quá trình đi leo núi. Thì ở đây mình sẽ để đầu tiên đó là một cái dụng cụ để nấu ăn, cái nồi mini, bếp ga mini. Bếp ga thì phải có bình ga. Đó. Tiếp theo đó là cái lều. Cái lều ở đây thì mình đã lấy cái khung của nó ra rồi. Bình thường nó sẽ nằm chung với nhau trong một cái túi đựng như thế này, nhưng mà mình lấy ra để mình dễ bỏ mà thôi. Đó, và có thể gấp lại thế này. Đây là lều một người ha. Ok. Và mình sẽ ràng cái khung lều ở phía ngoài như thế này. Đó. Bạn nào mà muốn tiết kiệm diện tích hơn á cho cái ba lô, các bạn không cần phải để lều ở phía trong ba lô như thế này, các bạn có thể ràng ở phía ngoài như thế này luôn. Nhưng mà cơ bản là khi mà chúng ta làm như thế này thì nó sẽ nặng hơn một chút ở cái phần vai. Thế nên là các bạn, nếu mà các bạn tự tin, các bạn thể chất tốt á, thì cứ làm ràng ở dưới đáy ba lô ha, để cho mình tiết kiệm diện tích hơn, mình để đồ được nhiều hơn ở phía trong ba lô. Tiếp tới là phần trên đỉnh của ba lô, mình sẽ để những cái đồ dùng mà mình sẽ thường lấy trong quá trình mình đi leo núi. Thì ở đây mình bỏ một cái áo khoác. Đó, sẽ còn dư chỗ khá là nhiều nên các bạn có thể để thêm những cái thiết bị, những cái đồ dùng gì mà mình hay xài, mình để ở phía trên ba lô ha. Tiếp tới là ngăn phía ngoài của cái ba lô, mình sẽ để những cái vật dụng nó, đầu tiên là nó nhỏ, cái thứ hai là mình hay sử dụng. Ở đây thì mình sẽ có một cái cục sạc dự phòng, là những cái dây sạc. Các bạn có thể để vào những cái túi zip thế này để lỡ mà trời mưa thì mình không bị sao ha. Đó, mình sẽ xếp vào. Thứ hai đó là một cái dây để phơi đồ cũng như là giấy để đi toilet ha. Đó, mình sẽ để trong cái túi này. Đó, bạn nào mà đi vệ sinh bằng giấy vệ sinh quen rồi thì có thể mang theo ha. Còn bạn nào đi bằng lá cây thì có thể tận dụng ở ngoài trời. Còn cái này là một cái túi medical kit, túi kiểu như là
mấy cái băng da cá nhân rồi kia, lỡ có chảy máu thì mình mang theo, mình bỏ đây. Và tiếp theo đó là một cái túi đựng những cái đồ dùng cá nhân, giống như là kiểu kem đánh răng và kem chống nắng rồi bàn chải đánh răng các thứ ha. Đó, mình sẽ để vào đây luôn. Kéo lại. À, mọi người có thấy ba lô có một chỗ bị rách nhẹ ở phía trên này không? Thực ra đây là chiếc ba lô xấu số đã sống sót qua nhiều bài test độ bền khác nhau của bên mình. Và nếu mọi người có muốn xem video đó thì hãy nhấp vào đường link phía trên này nhé. Và cuối cùng là những cái thiết bị mà mình sẽ ràng ở phía ngoài ba lô, là những cái thiết bị mà mình thường sử dụng và dễ lấy. Thì ở đây mình sẽ mang theo đầu tiên đó là một đôi dép mình sẽ sử dụng khi mà mình đi qua những con suối. Và thứ hai nữa là mình sẽ sử dụng khi mà hạ trại, hạ lều á, để dễ dàng đi ra đi vào lều ha. Tiếp theo sẽ là một cái áo mưa. Và tiếp theo đó là một cái đèn pin đội đầu. Mình sẽ để ở túi bên hông như thế này. Đó. Để mình dễ dàng lấy ra lấy vào. Thì các bạn muốn để những cái đồ linh tinh nhiều như là điện thoại hay là những cái thiết bị nhỏ nhỏ ở phía hông bên này thì các bạn nên chọn những cái ba lô mà nó có hai bên đều là có hai cái túi hông luôn ha. Và tiếp theo đó là chai nước. Ở đây mình chưa có bỏ nước vào. Và cuối cùng đó là gậy leo núi. Ok, cơ bản vậy là xong rồi. Thì ngày hôm nay những cái thiết bị mà đồ dùng mà mình sử dụng đôi khi nó sẽ thừa hoặc đôi khi nó sẽ thiếu đối với bạn, nhưng mà cơ bản là mình nhìn thấy được cái cách mà sắp xếp thiết bị và ba lô như thế nào là nó đúng để cho mình tiết kiệm thời gian cũng như là công sức lấy đồ ra lấy đồ vào, cũng như là nó sẽ phân bố đồng đều trọng lượng của mình, làm cho mình đỡ bị đau vai hơn. Và mình có làm những cái video chia sẻ về cách chọn một chiếc ba lô lên núi như thế nào để cho nó phù hợp với nhu cầu cũng như là chi phí của bạn. Các bạn có thể nhấp vào đường link phía trên này để tham khảo nhé. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ tụi mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.